phát hiện 26 học sinh trung học cơ sở dương tính sát cov 2 Sáng mùng 3 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua từ 18 giờ ngày mùng 2 tháng 12 đến 6 giờ ngày mùng 3 tháng 12, tỉnh Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc COVID-19 mới tại 9 địa phương, huyện Quý Châu 23, huyện Yên Thành 15, huyện Diễn Châu 6, huyện Nghệ Đàn 5, huyện Quỳnh Lưu 4, huyện Thanh Trương 3, huyện Hưng Nguyên 1, thị xã Cửa Lò 1, thị xã Thái Hòa 1. Trong đó có 37 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước. Được biết trong số 59 ca mắc mới ở Nghệ An, có 16 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng. Trong 37 ca cộng đồng, đáng chú ý có 15 ca là các em học sinh trường trung học cơ sở Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. 11 ca là học sinh trường trung học cơ sở Công Thành, huyện Yên Thành. Sau khi phát hiện các học sinh mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa truy vết những người có tiếp xúc với các ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Nghĩa Đàn 141, Thanh Trương 124, Quỳnh Châu 124, Tương Dương 112, Kỳ Sơn 111, Quỳ Hợp 104, Anh Sơn 67, Thị xã Thái Hòa 28. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là 3.620 người, số bệnh nhân không qua khỏi là 29 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.148 người. Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1 tháng 10 đến nay là 45.093 người qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 917 ca dương tính sắt COVID-2.